Đây là bộ truyện tranh hay nhất mà tôi từng đọc. Nhân vật chính là tên khốn nạn nhất tự cổ chí kim. Thân là thiên tộc, mới lọt lòng đã thừa hưởng ma công, 10 tuổi giết em gái, đoạt xương, cướp đi kim thân khiến cô ta hồn bay phách lạc. 15 tuổi giết hại chư thiên, hấp thụ bổn nguyên, không ngừng lớn mạnh. 20 tuổi dùng vợ thế tội, tự tay giết vợ. Trên đời này, không điều ác nào hắn không làm. Một ngày, hệ thống cướp đi sinh mệnh của hắn, trao cho một người trùng sinh. Hãy cùng xem hành trình của tên phản diện này tiếp theo sẽ như thế nào nhé. Tóm tắt tập trước, một cô gái chuyển sinh xuất hiện lập tức hệ thống đã thông báo cho cố trường ca biết là đồng hương hắn không khỏi cảm thấy thú vị vận khi tri tử mới này có vẻ hay ho còn cô gái vận khi tri tử này vốn là người hiện đại chết do bệnh tật được xuyên không trở thành thánh nữ của cổ nhân tộc trời ban khả năng tu luyện phi thường đã đạt thánh cảnh sơ kỳ chính vì vậy coi nam nhân như cỏ rác cố trường ca khi này đã đánh bại long tộc thu phục vũ nhân tộc cổ xà thần ngạc hắc thiên ưng thế mạnh vô cùng đều do một tay quỷ kế đa đoan của hắn làm ra Sang chấp 89. Các bạn đang xem chuyện tại anime.review47. Công tử. Công việc mà ngài ra lệnh đã hoàn thành. Tất cả những người trong tộc rồng nổi loạn đều bị giết hết. Được. Ngay khi nói xong, một áp lực khổng lồ và bao la tràn về. Phía khác, các bậc cao nhân đến từ ba tộc cổ là Cửu Thần Long, Thiên Diệp Đại Âm và Thần Cốc cũng đàn áp nhiều chiến binh mạnh trong tộc rồng về sát bên cạnh Cố Trường Ca và đến báo cáo. Rất tốt. Làm tốt lắm. Cố Trường Ca quét qua nhiều tình cảnh phía dưới, trên khuôn mặt hiện lên ý mãn. Sau đó, cậu gật đầu và vẫy tay để họ rời đi. Sự xuất hiện của ba tộc lớn, mặc dù sẽ khiến các chủ lực đạo phái khác e ngại, nhưng Cố Trường Ca chắc chắn sẽ xem xét họ ẩn nấp trong bóng tối. Sau đó, sau khi giải quyết xong vụ việc phía tộc Rồng, Cố Trường Ca cũng có thời gian để suy nghĩ về người bạn đồng hương của mình. Nếu như cậu đoán không sai, có lẽ Nguyệt Minh không sẽ không biết đến sự tồn tại của người này. Cuối cùng, những người xuyên không thật sự là những người ngoại lệ lớn. Trên dòng thời gian mà Nguyệt Minh không đã trải qua trong kiếp trước, sự tồn tại của người xuyên không vẫn là một ẩn số nhưng mà nếu nó tự nguyện xuất hiện trước mặt mình dù cho cố trường ca phải đào sâu cả ba tầng đất anh ta cũng sẽ tìm ra nó trừ khi đó là những xuyên không đặc biệt đen đủi nếu không thì khi đến thế giới này và sở hữu vạn năng chắc chắn đều là những người vô cùng mạnh mẽ chỉ có điều cố trường ca không biết rõ là người xuyên không này đã đến thế giới này trước hay sau anh ta và công việc tiếp theo là thống nhất các tộc trong cổ đại tiên đạo với sức mạnh này anh ta có thể cung cấp cho mình lượng lớn tài nguyên tu luyện chỉ cần kiếm được những thứ hữu ích cho mình từ tộc cổ long chắc chắn sẽ không thiếu có thể còn có thể thu được một phần tinh hoa hoặc thậm chí là chân nguyên khí thực sự từ ngày xưa của cổ long trí tôn những thứ đó đều chứa đựng lợi ích cực kỳ to lớn đối với cố trường ca gần đây sức mạnh ma đạo của anh đã đạt đến đỉnh cao của tiên thần chỉ còn thiếu một phần tinh hoa tu luyện để đạt đến thánh cảnh và sau khi đạt được thánh cảnh cố trường ca có thể tạo ra nhiều hơn hũ bảo đại lộ giúp anh hấp thụ và tiêu hóa tàn hồn có thể lại cải thiện thêm một giai đoạn tu luyện trong khi đó ở xa đảo rồng trên không trung những bậc trưởng phu của các đạo phái đã tập trung đông đảo chứng kiến tất cả những gì đang xảy ra. Nếu không phải thấy bằng mắt, ai có thể tin rằng điều này có thể được một người trẻ tuổi thực hiện. Thời đại vàng son rực rỡ như hiện tại, dù chỉ từ sức mạnh mà anh ta thể hiện, không có thế hệ trẻ nào có thể sánh bằng cố trường ca. Theo một số phương diện, cố trường ca này kinh khủng hơn cả người kế thừa ma đạo. Thế kế và biện pháp như vậy khiến người ta sợ hãi và run rẩy. cuối cùng anh ta đã lập kế hoạch một cách công khai cho cả cộng đồng cổ đại. Nhiều người thầm thì, ánh mắt của họ không thể nguôi ngoai sự kinh ngạc. Theo tin đồn, kẻ kế thừa ma thuật đã bị anh ta đánh bại và chạy trốn nhưng từ đó đến nay chưa ai phát hiện được dấu vết thực sự của hắn thậm chí khi tấn công một số cao thủ trẻ tuổi cũng đều là một cách lén lút có lẽ đã bị cố trường ca tấn công mạnh không dễ dàng hồi phục từ vết thương bây giờ nhìn cố trường ca kích hoạt bản sao luân hồi cổ xa không có thấy chút khó khăn nào dường như khả năng tu luyện của anh ấy không chỉ đơn giản như vẻ bề ngoài anh ta thực sự đã che giấu rất kỹ trên chiếc tàu chiến cổ hơi thở trào đảo khí huyết tràn đầy nhiều bậc cao thủ của gia đình họ vương đang thảo luận dù là thế hệ trẻ tuổi hay những cao thủ già hơn biểu hiện trên gương mặt đều gợi lên sự kinh ngạc và sự rung động họ không tham gia vào trận chiến này nhưng từ đầu đến cuối họ đang chứng kiến tất cả mọi thứ vương vô song nói chúng ta không cần sợ tên cố trường ca đó dù gì cũng còn tỷ tỷ của ta nữa mà vương tử cầm vừa tới gặp em trai nghe em trai nhắc đến cô rằng cô sẽ đứng ra chống lưng hắn vương tử cầm liền quát lớn đệ đệ vô dụng nhà ngươi suy nghĩ như vậy sẽ mãi là một nhân vật phụ thôi nói đoạn cô bay lên tặng cho vương vô song một cước vào mặt thấy cảnh này Cổ nhân trưởng lão cũng bó tay. Tính tình gì mà kỳ cục, kỳ cục từ bé. "Em phải nhớ tên em là Vương Vô Song đó, là Vô Song nghe chưa." Nét mặt cô mang theo nụ cười, nhìn Vương Vô Song nói. "Vương Vô Song, em trai này không phải là loại thiên tài không kiên định." Điều này khiến cô hài lòng một chút. Tất nhiên câu này cũng là để cô tự nhắc nhở mình. Trước đây, cô cho rằng mình rất xuất sắc, nhưng phát hiện ra những thủ đoạn của Cố Trường Ca không thể so sánh, cô hoàn toàn không xứng. Điều duy nhất có thể tự hào là tài năng và tu vi của mình. Điều này khiến Vương Tử Cầm càng thêm tò mò và quan tâm đến Cố Trường Ca. Là một người xuyên qua, hiểu rõ mọi chiêu trò và sở hữu một nền tảng mạnh mẽ, tài năng khủng khiếp, từ khi sinh ra đã đứng ở điểm cuối cùng của vô số tu sĩ. Trong những ngày tiếp theo, không tránh khỏi sẽ trở nên vô vị và khô khan. Vương Tử Cầm thực sự muốn tìm một việc làm khiến cô cảm thấy thú vị, vì vậy mới có ý định đi khắp thế giới. Và giờ đây, cô vừa gặp Cố Trường Ca. Nhân vật này, một vị thiếu niên bản xứ, dường như hoàn toàn khác biệt so với các nhân vật phụ khác. Phương pháp tính toán như vậy khiến cô ấy ngạc nhiên không thôi. Lúc đó, cô tiếp tục nói: "Pháp lực của Cố Trường Ca không chỉ đơn giản như ngươi thấy, thực tế là ngay cả ta cũng không hiểu rõ cảnh giới của anh ta." "Tỷ cũng không nhìn ra được pháp lực của anh ta à?" Điều này khiến Vương Vô Song và các vị thiên tài khác trong gia tộc ngạc nhiên, không kìm được việc nhìn chằm chằm. Sức mạnh thực lực của Vương Tử Cầm, họ đã nghe tổ phụ nói qua, có thể đã đạt đến cảnh giới tiền thánh, nhưng cô ấy cũng không thể nhìn ra được Cố Trường Ca. Vương Tử Cầm gật đầu. Đối với cô ấy, Điều này không phải là một điều khó thừa nhận, nhưng có thể kích hoạt dễ dàng một bản sao luân hồi đại đạo, chắc chắn pháp lực của anh ta vượt xa người bình thường. Nếu bây giờ ta cho ngươi một bản sao luân hồi đại đạo, liệu ngươi có thể kích hoạt một cách dễ dàng như Cố Trường Ca? Và ngươi nói rằng anh ta dựa vào danh hiệu người kế thừa của Thiên Tôn để đạt được điều này. Vậy nếu bây giờ ngươi và anh ta hoán đổi danh hiệu, ngươi sẽ có thể như Cố Trường Ca, khiến ba tộc lớn nghe lời ngươi. Ba tộc lớn chỉ cần không ngốc, không ai sẽ đồng ý nhúng tay vào tận phục một người trẻ tuổi. Cố Trường Ca có thể khiến họ tận phục Phương pháp mà anh ta sử dụng hoàn toàn không đơn giản." Vương Tử Cầm nói như vậy, mang theo phân tích và hiểu biết của mình. Cách nhìn nhận vấn đề của cô ấy khác biệt với người khác. Câu nói của cô ấy khiến mọi người trong gia đình Vương trên con tàu chiến cổ lịch im lặng, một số người thậm chí hít một hơi thật nhẹ, cảm thấy rất sốc. Đúng là tiểu thư không phụ, cô đã hiểu vấn đề một cách sáng suốt. Người quỷ trẻ của gia đình Vương cũng không thể nhịn cười, ông nhìn thấy tất cả điều đó bởi vì ông đã sống rất lâu. Và Vương Tử Cầm cũng nhận ra được điều đó, chỉ có thể chứng tỏ cô thực sự thông minh hơn người bình thường có tài năng hơn thì ra là vậy nghe lời vương vô song im lặng một lúc theo cách mà vương tử cầm nói cuối cùng anh hiểu được khoảng cách giữa anh và cố trường ca anh không thể làm được như cố trường ca một cảm giác thất vọng và không cam lòng xuất hiện sâu trong lòng anh thật là đáng tiếc nghe nói cố trường ca đã có hôn ước nếu không thì anh ta và tiểu thư thật sự rất hợp nhau nhưng hôn ước là một thứ có thể hủy bỏ người trẻ của gia đình vương bỗng thở dài và tỏ ý suy nghĩ nếu hai gia đình liên hôn đó chắc chắn là một tình huống đôi bên cùng có lợi nghe lời Vương Tử Cầm trở nên lạ lùng một chút, biểu cảm của cô trở nên kỳ lạ đột ngột, tại sao lại đề cập đến chuyện như vậy, liệu chàng trai mà cô đã suy nghĩ không ngừng trước đó có thật sự sắp đến. Cố Trường Ca đã phá vỡ hôn ước của nữ chính trước đó, rồi sau đó lại ký hôn ước với cô ấy. Dựa vào hành động của Cố Trường Ca, cũng không phải là một nhân vật trung thực. Hay là không phải như vậy nhỉ? Trưởng lão, liệu Cố Trường Ca có phải đã có một người hôn thê vụng về gì đó? Suy nghĩ một chút, Vương Tử Cầm cân nhắc từng từ, thử hỏi. Câu nói của trưởng lão vừa rồi quá giống nhịp điệu của một cốt truyện lãng mạn kiểu chuyện ngôn tình. Ờ, trưởng lão của gia đình Vương dường như cũng không ngờ Vương Tử Cầm sẽ hỏi như vậy, ông trễ một chút. Tuy nhiên, Tiểu Nhụy bên cạnh nhanh chóng trả lời. "Tiểu thư, vị hôn phu của thiếu chủ Cố Trường Ca chính là hoàng đế tương lai của tiên triều Vô Song, Nguyệt Minh không? Cô ấy có vẻ như một vị nữ hoàng, làm sao có thể là một kẻ vụng về?" Vương Tử Cầm cảm thấy thất vọng một chút. Nếu thực sự có một người hôn phối như Cố Trường Ca, cô ấy không thấy có gì đáng ngạc nhiên, không như lúc trước, khi nhớ đến, cơ thể cô ấy trở nên dùng mình là một con chó ra vẻ, ăn mặc đẹp, có vẻ không có gì sai. Dù ở thế giới nào, đều cần phải xem vẻ ngoài. Trước đây, Vương Tử Cầm luôn cảm thấy rằng cô sẽ không gặp được một vị thiên tài trẻ tuổi nào làm cô cảm thấy hứng thú, cuộc sống êm đềm dường như đã kết thúc. Vì vẻ ngoài nhàm chán của nhân vật chính, một cậu bé đẹp trai và đáng yêu. Khi nghĩ đến mô tả của nhân vật chính trong các tác phẩm, cô cảm thấy đầu đau và không có hứng thú. Rõ ràng thế giới này không phải là thế giới dành cho phái nữ. Ngược lại, đó là phong cách chuyện nam tính, nhân vật chính chắc chắn là loại tự yếu dần trở nên mạnh mẽ không có cảm giác nâng cấp hào hùng thì không được gọi là chuyện đối với cố trường ca vương tử cầm mặc dù chưa từng tiếp xúc nhưng cô có thể cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt so với những thiên tài khác và cảm giác của cô luôn không sai vương tử cầm nghĩ rằng có thể đó là tiện ích đặc biệt của cô không sợ nhân vật phản diện xấu chỉ sợ nhân vật phản diện đẹp trai vương tử cầm bất ngờ nhớ đến một câu nói từ kiếp trước tiểu thư từ khi chúng ta đến đây chúng ta có thể ghé thăm thiếu chủ cố trường ca luôn nhìn thấy vương tử cầm có chút thất vọng trưởng lão đột nhiên hỏi vương tử cầm trợn mắt một chút biểu cảm trên khuôn mặt không thay đổi cười nhẹ nói vậy theo lời trưởng lão tiểu thư lúc trước đã nói không quan tâm mà sao giờ lại tiểu nương thấy cảnh này không thể nhịn được một câu lẩm bẩm đáp lại là một cú gõ đầu từ tử cầm chỉ có mỗi người là nói nhiều thôi và lúc này trên đảo rồng trong một kho báu hào quang và trắng lệ vô cùng trong một căn phòng đang tìm kiếm bí mật của tộc rồng cố trường ca đột nhiên nghe thấy tiếng thông báo từ hệ thống đinh đinh vận mệnh chi tử có hứng thú với chủ nhân điểm vận mệnh tăng một nghìn điểm giá trị thiên mệnh tăng năm nghìn hừm cố trường ca nhau mắt đột nhiên cũng được à nhưng mà cũng không trách được vì ta qua hấp dẫn mà hệ thống thông báo đến một cách khó hiểu nhưng cố trường ca thật sự đã nhận được nhiều điểm khí vận và giá trị thiên mệnh dường như người xuyên không đồng hương đã chú ý đến ta và có hứng thú với ta ta có sức hấp dẫn lớn đến vậy sao hay là cảm giác ta khác biệt so với người bản xứ trong thế giới này nụ cười trên môi cố trường ca có chút ý nghĩa rồi anh nhanh chóng nhận ra anh quét qua cung điện trước mắt lấp lánh và phát sáng sau đó ra lệnh các tay sai đến và bắt đầu thu thập những bí mật và di sản của cổ long tộc trong những năm qua sau đó cố trường ca di chuyển ra ngoài nếu người xuyên không này chú ý đến anh chắc chắn là trong số những người đạo thống đại giáo vừa rồi có thể là ở gần vùng lãnh thổ của cổ long tộc cố trường ca có thể hiểu tâm tư của đối phương sau cùng chúng ta đều là người xuyên không từ mặt tâm lý việc coi thường người bản xứ là điều bình thường nếu xuất phát điểm cao hơn vũ khí hỗ trợ mạnh hơn thì chẳng phải tự cao tự đại sao chỉ là đối phương có vẻ chưa biết rằng anh cũng là người xuyên không trước đó thay vì làm người bản xứ bình thường tại sao không giả làm một người bản xứ đặc biệt trước đã vấn đề này cố trường ca đã quen thuộc tự nhiên có thể đảm bảo hoàn hảo và không để lộ lỗ hồng trừ khi đối phương cũng có hệ thống giống anh có thể nhận ra nguồn gốc của anh nếu không cũng chỉ có thể trung thành và ngoan ngoãn nằm trong tay anh khi nghĩ đến điều này nụ cười của cố trường ca trở nên đầy ý đồ trong lòng đã có một âm mưu đối phương tự cho mình là thông minh hiểu biết về toàn bộ kịch bản nhưng liệu có biết rằng trong kịch bản, người trong cuộc đang đóng vai cùng cô ta. Núi cao còn có núi cao hơn, nếu ta không nhầm thì kẻ mang vận mệnh này có lẽ sẽ phải tự mình tới tìm ta, có hứng thú với ta. Và ngay khi Cố Trường Ca đang âm mưu, từ không gian truyền đến một biến động, một tu sĩ tiên sư trong Thiên Sơ Thần Giáo biến thành cầu vồng thần linh và tiến tới. "Thiếu chủ, người kế thừa gia tộc Cổ Nhân Vương gia, Vương Vô Song muốn gặp ngài, hiện đang đợi ở bên ngoài Long Đảo." Tu sĩ này nhìn Cố Trường Ca phía trước, báo cáo. "Đúng là gia tộc Cổ Tiên Nhân Vương gia, thật nhanh chóng đến đây." nghe lời cố trường ca gật đầu nhẹ không khỏi nở một nụ cười nhạt cho họ vào vâng thiếu chủ nhận được lệnh tu sĩ này rời đi nhanh chóng lần gặp gỡ đầu tiên với người xuyên không này có vẻ phải chuẩn bị một chút nụ cười của cố trường ca tràn đầy ý đồ nếu đó là một trận đấu về thủ đoạn thì hãy xem xem ai có thủ đoạn sâu hơn sau đó anh bước đi trong không gian mờ nhạt một con đường hư không chạy ngang qua bầu trời đâm xuyên và đổ xuống một ngọn núi thành thật mà nói anh đã nghĩ rằng sẽ có người đến tìm anh nhưng không ngờ lại có liên quan đến gia tộc của nhân trường sinh vương gia nếu được gọi là gia tộc trường sinh thì khả năng ẩn chứa của họ chắc chắn là sâu không thể đo lường khó tưởng tượng một người tu sĩ đã từng nói chính gia tộc trường sinh cũng không biết sự khủng khiếp của khả năng ẩn chứa của chính mình điều này đã được xác nhận trong gia tộc trường sinh cố gia vì vậy cố trường ca không coi thường gia tộc trường sinh bởi mỗi gia tộc có thể tồn tại vĩnh hằng tồn tại vĩnh hằng không thể không có lý do của riêng nó trước đây anh đang tự hỏi mối quan hệ giữa người đến và vương vô song là gì Mặc dù Vương Vô Song có một chút bí ẩn trước mặt mọi người, che giấu danh tính bằng sương mù, nhưng Cố Trường Ca chỉ cần một cái nhìn đã nhìn thấy được danh tính thật sự và bản nguyên của hắn. Miễn là anh muốn, không có bất kỳ thiên tài hay tu sĩ nào trên thế gian này có thể che giấu trước mắt anh. Trước đó, anh đã xem xét về bản nguyên của Vương Vô Song, nhận thức được thân thể của anh ta là một loại thể quyết vô song, sức mạnh vô song được biểu hiện qua những vệt màu vàng nhạt trong đôi mắt của anh ta. Sức mạnh vô song tương đương với một bí kíp khủng khiếp, có thể tăng cường tất cả các khả năng của tu sĩ, bao gồm tấn công, tốc độ tâm tưởng, phòng thủ và nhiều khả năng khác. Chỉ là Cố Trường Ca đã từ bỏ cuối cùng, vì độ khó không nhỏ, không dễ thành công. Và bây giờ theo anh, người muốn gặp anh không thể là Vương Vô Song. Ngay cả Vương Vô Song cũng phải tuân theo sắp xếp của người đó, rõ ràng vị trí và địa vị của người đó cao hơn Vương Vô Song. Chỉ gái chăng? Hay là những tên quái vật cổ đại mà gia tộc Trường Sinh đã lãng quên từ trước? Trong khi đó, trên tàu chiến cổ của gia tộc Vương, Vương Tử Cầm, Vương Vô Song và những người khác đứng đó đang đợi thông báo. Hiện tại, Muốn gặp Cố Trường Ca không phải là một việc đơn giản. Đặc biệt là hiện tại đang ở thời điểm quan trọng khi Cổ Long tộc vừa bị đàn áp, không biết có người có ý đồ tận dụng tình hình để cướp lợi không. Việc cẩn thận một chút trong suy nghĩ của họ là chuyện bình thường, đúng quy trình. Vị trí của Cố Trường Ca không chỉ giống như những thiếu tôn trẻ tuổi thông thường. "Tiểu thư, chúng ta có thể gặp Cố Trường Ca sớm thế này phải không? Ta hào hứng quá." Tiểu nương với diện mạo phấn khích, hai bím tóc xoắn không ngừng dao động. Nhìn cô ấy mang vẻ mặt của một cô nàng fan hâm mộ trước mặt thần tượng, vương tử cầm không thể không lắc đầu cô ấy muốn chặn miệng tiểu nương lại ta đã nói cho cô im lặng một chút tại sao lại không nghe lời vương tử cầm không thể không nói với sự khó chịu nhưng cũng không quan tâm đến cô bé hậu này vì đã quen với việc chiều chuộng cô ấy hàng ngày ta biết rồi tiểu thư tiểu nương vội vàng gật đầu như một con gà con nhưng vẫn không thể che giấu sự hào hứng và mong đợi vương tử cầm cũng không nói gì thêm sau cùng cô chỉ đi theo cùng em trai mình để thăm cố trường ca người được xem là người trẻ đứng đầu trong thế hệ hiện tại nếu không với địa vị siêu phàm hiện tại của mình việc đi thăm ai đó một cách dễ dàng sẽ khiến cô trở nên quá rẻ mạt. Vì vậy, hôm nay cô chỉ là người đi kèm, mặc trang phục cải trang như một người đàn ông. Cô ấy không có ý định tiết lộ sớm danh tính người kế thừa tổ tông. Vương Tử Cầm thực sự chán ghét những người theo đuổi cô mà không nhận ra sự thật về chính mình, như những con run dưới đáy xã hội, như những con sâu độc cốt và mong muốn không có ai làm phiền cô. Mọi người hãy theo tôi, thiếu chủ đã đợi trong đảo rồng. Người mạnh đi thông báo nhanh chóng trở về và trả lời. Cảm ơn tiểu huynh đệ. Vương vô song nhẹ nhàng gật đầu mà không thay đổi biểu cảm. Vì vậy, mọi người cùng với người mạnh này đi sâu vào đảo rồng, nhiều người tu sĩ xung quanh nhìn thấy cảnh này đều có biểu cảm kinh ngạc. Người kế thừa gia tộc Trường Sinh Vương, Vương Vô Song. Anh ấy đến thăm Cố Trường Ca. Chuyện này có lẽ không đơn giản. Và sau đó, dưới sự dẫn dắt của người này, mọi người trong gia đình Vương đi qua nhiều đảo núi thần, hướng về một ngọn núi phủ mây sương. Trên đỉnh núi, có một số người mạnh với hơi thở kinh hoàng đang chờ đợi. Còn Vương Vô Song, bình tĩnh trong tư thế, ánh mắt tự nhiên, ngồi đứng sau một chiếc bàn đá. Trên bàn đá phía trước, Hương trà thoang thoảng, ánh sáng ngũ sắc lan tỏa. Rõ ràng đã chuẩn bị trà sẵn cho họ. "Kính chào Cố huynh." Vương Vô Song đặt chân xuống đất và lần đầu tiên chào Cố Trường Ca. Phía sau Vương Vô Song, Vương Tử Cầm, Tiếu Nhi, Trưởng lão Vương gia và những người khác đều đứng sau một bước, dưới sự dẫn đầu của Vương Vô Song. Vương đệ tự mình đến thăm, không biết việc gì xảy ra. "Mọi người, xin mời, rót trà lên." Cố Trường Ca cười nhẹ nhàng, ngước lên và ánh mắt liếc qua từng người trong đám đông của gia đình Vương, sau đó ra hiệu cho họ ngồi xuống. Sau đó, Ánh mắt dừng chân một thoáng trên vương tử Cầm, người mặc trang phục nam tính với làn da trắng mịn, và rồi nhanh chóng rời mắt đi. Dường như chỉ là hơi tò mò, nhưng không quan tâm nhiều. Còn đối với những người khác trong gia đình Vương, anh không dừng mắt chút nào. Nhìn thấy cảnh nhỏ này, vương tử Cầm không ngạc nhiên, ngược lại, thái độ của Cố Trường Ca khiến cô cảm thấy thú vị và càng thêm quan tâm. Cố Trường Ca rõ ràng đã chú ý đến sự khác biệt của cô, nhưng anh không hỏi, cũng không nói nhiều. Đây là một người thông minh, khác biệt so với những người trẻ đồng trang lứa khác. Đoạn này nhìn nụ cười xã giao của cố trường ca tử cầm không khỏi nghĩ rằng đúng là phản diện nụ cười giả tạo vậy mà cũng cười được ngoài cười trong lại mưu mồ còn ngoài ra khi nhìn từ gần cố trường ca thực sự có một vẻ ngoài siêu phàm tách biệt khỏi thế gian và phong cách hoàng gia và tuyệt vời dường như chỉ là một nhân vật phản diện gian ác trong quá khứ nhưng chỉ trong chốc lát đã có một gương mặt kiểu như tôi là anh hùng rồi nhé làm sao có thể chơi như vậy được thành thật mà nói vương tử cầm cũng không ngờ rằng mình sẽ có một ngày nhìn nhầm cố trường ca có tài năng đáng kể như vậy rõ ràng không phải là một nhân vật phản diện nhạt nhẽo chỉ sống qua vài chương. Và vào thời điểm này, sau khi cả hai ngồi xuống, khi nghe Cố Trường Ca hỏi, Vương Vô Song không thể nhịn được nụ cười, nói: "Đây là mong muốn gặp gỡ huynh Trường Ca, người đã lập kế hoạch tài tình để áp đảo toàn bộ họ hàng Long tộc cổ xưa, buộc chúng phục tùng." Phương pháp đơn giản như vậy thực sự đáng kinh ngạc, khiến Vô Song không khỏi ngưỡng mộ và mong muốn tìm đến để học tập từ anh Trường Ca. Câu nói này nói thật lòng, có một chút cảm xúc chân thành. Vương Vô Song cũng hiểu rõ rằng, vào thời điểm này, anh chắc chắn không thể nói rằng chị gái mình đang hứng thú với cố trường ca và muốn gặp anh ta là người kế thừa của nhân tổ điện nếu có hành động như vậy không tránh khỏi sự chỉ trích của mọi người ồ ra là vậy khi nghe những lời này sự tươi cười trên khuôn mặt cố trường ca không hề giảm đi sau đó anh gật đầu và nói chỉ là may mắn thôi vương huynh đệ quá khen rồi long tộc cổ xưa đã tự đưa mình vào tình thế hiểm nghèo đi ngược luật trời đất trong hàng ngàn năm họ đã lợi dụng quyền lực của mình tung hoành trên đại lục cổ xưa mà không bị ràng buộc việc này hoàn toàn là do họ tự đem họa đến tôi chỉ là một phần nhỏ đẩy sóng giúp gió thôi nghe lời đó miệng vương vô song khẽ co giật sau đó cay đắng cười cố huynh sao anh lại khiêm tốn như vậy trong ta nhìn thấy trong thế hệ trẻ hiện nay không ai có khả năng như huynh cố trường ca vẫn không quan tâm cười và lắc đầu chuyện này không đáng quan tâm như vậy dù ta không tham gia cũng sẽ có người không nhịn được muốn tấn công họ và ta chỉ là tận dụng cơ hội từ việc đại trưởng lão nhà ta ra tay đạo thiên tiên cung mới là kẻ mưu toan lớn nhất trong việc này và ta chỉ là người bị lợi dụng trên mặt trận những lời này nghe có vẻ hợp lý, không có gì gây tranh cãi. Nhưng những người có mặt tại đó không phải là những người đơn giản, họ đều không ngốc, từ lời từ chối của Cố Trường Ca, họ có thể nghe ra ý trốn tránh trách nhiệm. Cố Trường Ca đã trốn tránh mọi trách nhiệm và đổ tất cả lỗi cho đạo Thiên Tiên Cung và tộc Cổ Long. Dường như hành động của anh ta như là để xóa bỏ mọi sự xấu xa trên đại lục tiên cổ. Nếu không để ý tới việc anh ta đang chiếm cả lãnh địa và tài sản của tộc Cổ Long, có lẽ họ sẽ thật sự tin điều đó. Cố huynh nói như vậy, có vẻ quá khiêm tốn. Người khác đều ao ước trở nên nổi tiếng khắp nơi nhưng huynh lại né tránh dù sao hiện nay các bộ tộc hắc vũ thần ngạc và các tộc khác đều thuộc quyền kiểm soát của cố huynh hiện tại quyền uy của huynh đã không ai sánh bằng tự nhiên không cần quan tâm đến những điều này vương vô song không thể nhịn được một lời thán phục lời này thực sự chân thành khiêm tốn tại sao ta phải khiêm tốn chỉ là nói thật thôi cố trường ca không nhịn được cười và nói vương huynh các huynh thực sự đánh giá cao quá ta lão đại của gia tộc vương không thể không lắc đầu một cách vô ý thật ra không thể đánh giá con người chỉ dựa trên bề ngoài. Anh ta thật sự đã đánh giá thấp khả năng nói dối của Cố Trường Ca. Mọi người đều thấy những gì anh ta đã làm, không phải sao? Sao lại không thẳng thắn? Bây giờ đừng giả vờ như con sói nữa. Ngay cả ông ta cũng muốn nói với Cố Trường Ca như vậy. Lúc này, như đã biết những suy nghĩ trong lòng mọi người. Cố Trường Ca lại nói với một chút tiếc nuối và hối tiếc. Ta biết Vương huynh sẽ nghĩ rằng đó là lời nói dối của ta, nhưng Hắc Thiên Điểu, cổ xà và các bộ tộc khác thật sự chỉ là vì mối quan hệ với Luân Hồi Thiên Tôn mà họ đã giúp ta bây giờ khi vụ việc này được giải quyết các cam kết giữa họ và ta đã không còn hiệu lực mỗi người đi theo con đường riêng của mình ta cũng không thể buộc họ làm việc cho ta nữa nói điều đó anh ta trở nên tiếc nuối lời nói này nghe rất chân thật khiến mọi người không thể không tin một ít dù sao trước đó ba bộ tộc đó đã cùng xuất thủ với thế lực gần đạt cảnh chuẩn tri tôn quyền uy hùng mạnh làm dung chuyển bầu trời thật sự đáng sợ cố trường ca nói như vậy khiến họ cảm thấy dễ chịu hơn cảm thấy nằm trong tầm chấp nhận được đúng là nói dối một cách giả tạo như vậy thật không phải người tốt vương tử cầm trở nên đặc biệt khi nghe cố trường ca nói những lời này không thể nhị cười âm thanh nghe rất dễ chịu như tiếng nhạc trời thực tế cô không cảm thấy việc cố trường ca làm có gì sai trong thế giới huyền ảo này nơi kẻ yếu bị kẻ mạnh ăn thịt người tốt mãi mãi không thể sống lâu người như cố trường ca cầm một lá cờ công lý và làm những việc mà nhân vật phản diện thường làm lại có thể sống lâu điều này khiến vương tử cầm càng thêm quan tâm muốn hiểu thêm về cố trường ca và lúc này nghe thấy vương tử cầm cười cố trường ca dường như mới chú ý đến gương mặt cô trên gương mặt có một chút sắc màu khác thường và nghi ngờ ngài là ai đây là huynh trưởng của ta vương tử khâm huynh ấy vừa từ nơi khác trở về sau khi tu luyện và dự định trở về tộc trên đường đi qua vô lượng thiên cô ấy ghé qua để thăm ta vương vô xong giới thiệu đơn giản không nói rõ vương tử cầm đến từ nhân tổ điện ồ thì ra đây là tỷ tỷ của vương anh thật là ngạc nhiên hóa ra thực sự rất kín tiếng vương trường ca có chút ngạc nhiên nói dường như mới biết vậy nói xong anh vỗ tay nhẹ và nâng ly trà làm bằng ngọc trắng hương trà bay lơ lửng chỉ vào phía vương tử cầm vì vương vô song không giới thiệu chi tiết anh không tiếp tục hỏi để không tạo ra hiệu ứng ngược lại còn vương tử cầm rất ngạc nhiên vì hắn nhận ra mình là nữ không ngờ năng lực quan sát của hắn lại tinh vi đến vậy gặp mặt cố huynh đã nhiều lần nghe đến danh tiếng của cố huynh gặp mặt hôm nay thực sự không hổ danh thấy vậy vương tử không không cảm thấy hành động và biểu cảm của vương trường ca có gì không phù hợp nghe vậy cô nâng ly và cười uống hết cốc trà ha ha từ không cô nương, khen quá rồi, những danh tiếng này chỉ là nói quá thôi. Cố trường ca cũng tự nhiên nói, cùng trò chuyện với vương tử cầm. Với nét mặt thanh tú, tao nhã của mình, cố trường ca không ngừng thu hút sự chú ý của cô người tú nhi với biểu hiện tôn kính và ngưỡng mộ. Sau đó, cố trường ca và vương tử không cùng nhau trò chuyện, bình tĩnh, không biểu hiện bất kỳ sự khác thường nào. Ngay từ cái nhìn đầu tiên nhìn thấy vương tử cầm, anh đã xác định được thân phận của cô là người xuyên không, với điểm vận khí, lên đến hàng chục nghìn, quả thực là quá nổi bật. Hơn nữa, phong cách của vương tử cầm rất khác biệt lạnh lùng cao quý một cách không quan tâm đến gì cả cô trường ca rõ ràng nhận ra sự khác biệt so với các cô gái đức cao vọng trọng của thiên hạ vì vậy anh quyết định theo kế hoạch ban đầu trước tiên tiếp tục bắt đầu cuộc trò chuyện này sau cùng vương tử cầm là một người phụ nữ muốn chinh phục và sử dụng cô ấy thực sự không khó khăn và nhanh chóng đã qua một vài canh giờ trên đỉnh núi sương mù lưu luyến cây cổ thụ nối khúc thảo dược thiên tỏa hương như một thiên đường huyền ảo ban đầu là vương vô song đến thăm cố trường ca trong khi đó chị gái của anh ta vương tử cầm chỉ đến để vui vẻ đứng bên cạnh và xem người trẻ tuổi hàng đầu trong thế hệ này là ai nhưng ngay cả vương vô song và những người khác cũng không ngờ rằng sau một khoảng thời gian họ lại trở thành những người kè kè bên nhau cố trường ca và vương tử cầm cùng nhau trò chuyện vui vẻ nâng cốc chúc mừng trên khuôn mặt vương tử cầm hiện lên một nụ cười rạng rỡ từ việc tu luyện cuộc sống và nhiều mặt khác cô ấy bắt đầu trao đổi với cố trường ca dường như đã quên họ điều này khiến vương vô song Tú Nhi và những người khác đều bị sốc đến ngây người. Bình thường, Vương tử Cầm có vẻ thân thiện và dễ gần, nhưng thực tế trong lòng cô ấy kiêu căng đến cực điểm, hoàn toàn không để ý đến các vị trẻ tuổi đáng kính. Tú Nhi biết rõ ràng, ngay cả khi là người kế tục của một vị hoàng đế muôn đời ở thiên vực, với địa vị quý giá và sự tôn kính hàng triệu người, khi đến thăm tiểu thư, cô ấy cũng không để ý, chỉ nói một câu, chẳng có gì đặc biệt cả và gửi đi. Thái độ của Vương tử Cầm đối với Cố Trường Ca có thể nói là thay đổi quá lớn, trước đó còn nói anh ta là một nhân vật không đáng kể. Nhưng bây giờ cô ấy chủ động tán gẫu với anh ta, sự thay đổi này khiến Tú Nhi không thể tin vào đôi mắt của mình. Vương Tử Cầm không quan tâm đến thái độ và ý kiến của gia đình Vương xung quanh cô. Lúc này, cô đã nhận ra sự khác biệt giữa Cố Trường Ca và những người giỏi nhất địa phương khác. Về quan điểm về tu luyện hoặc nhiều vấn đề khác, có nhiều điểm tương đồng với cô. Cảm giác này khiến cô vui mừng và càng quan tâm hơn đến Cố Trường Ca. Sau hơn 20 năm xuyên không vào thế giới này, đây là lần đầu tiên cô tìm thấy một cảm giác như vậy, như việc tìm thấy một người bạn thân không cần suy nghĩ. Trong thế giới tưởng tượng lạ lẫm này, cô thật ngạc nhiên khi tìm thấy một sự quen thuộc. Cô Trường Ca, từ cách nói chuyện, tri thức đến quan điểm, mang đến sự mới mẻ cho cô. Điều này hoàn toàn khác biệt so với những người giỏi tu luyện khác mà cô từng gặp. Ngay cả những lão quái vật đã tu luyện trong một thời gian dài cũng không thể sánh bằng Cố Trường Ca ở khía cạnh này. Vương Tử Cầm cũng đã nghi ngờ liệu anh ta có cùng nguồn gốc với mình, nhưng những lời nói và hành động của Cố Trường Ca nhanh chóng xóa tan nghi ngờ của cô. Chỉ có một số vấn đề mà cô và Cố Trường Ca không có điểm chung, nhưng quan điểm mà Cố Trường Ca thể hiện thực tế khác biệt nhiều so với những kẻ được coi là giỏi tại xứ bản địa này, Cố Trường Ca có một chút đặc biệt. Nhưng những điều này đủ để cô thể hiện sự quan tâm mạnh mẽ, chưa từng có một phút nào cô muốn khám phá sâu hơn về một người như bây giờ. Mặc dù hành động không giống như người hùng, nhưng lại chân thật và tốt hơn những người vẫn luôn lấy chữ đại nghĩa và vĩ đại làm trọng tâm. Trong ánh mắt của Vương Tử Cầm, màu sắc đặc biệt ngày càng mạnh, cô đánh giá cao về Cố Trường Ca trong lòng mình. Lần đầu tiên gặp mặt đã khiến cô quan tâm đến mức như vậy, điều này đã là một việc không dễ dàng các quan điểm của tiểu thư tử cầm thực sự làm cho ta thấy sự tươi mới và mới lạ lúc này trên khuôn mặt của cố trường ca cũng không thể nhịn được sự thán phục và anh ta nói cho đến ngày hôm nay gặp được tiểu thư tử cầm ta mới hiểu được ý nghĩa của câu hận cho cuộc gặp muộn màng là gì sau khi nói xong anh ta trông có vẻ như gặp người tri kỷ nghe lời vương tử cầm cười nhẹ và nói cố huynh cũng vậy trong tương lai anh nhất định sẽ thành công lớn đứng trên đỉnh cao của thế gian này nhìn từ trên cao xuống biển cả sóng gió lời này khiến cho các thành viên trong gia đình vương phía sau không khỏi rung động đặc biệt là kẻ già trẻ nhà vương người đã gây ra một biến cố lớn bởi vì với thể chất của vương tử cầm trong tương lai cô chắc chắn sẽ trở thành một vị chân tiên quan điểm của cô luôn khác biệt so với những người khác ngay cả những thiên tài có dòng máu của cổ vương cô không hề quan tâm và còn không thèm đề cập chưa từng có lúc nào cô đánh giá cố trường ca cao đến mức này những lời nói ngày hôm nay nếu lan truyền ra ngoài đủ để làm cho các thiên tài từ thiên vực xôn xao gây ra những biến động lớn điều này chỉ có thể chứng tỏ sức mạnh thực sự của cố trường ca không đơn giản như vẻ bề ngoài thậm chí họ còn bị che giấu trái tim của kẻ già trẻ nhà họ vương vẫn chưa bình tĩnh sau một thời gian dài cô trường ca có điều gì đặc biệt để khiến tiểu thư tử cầm đánh giá cao như vậy cô trường ca nghe và không thể nhịn cười nói cố huynh nói hối hận khi gặp ta muộn màng không sợ hứa hôn thê nghe thấy sao giờ mới quen biết cũng chưa muộn sao mà không như thế này cố huynh huynh hãy hủy bỏ hôn ước đi liên hôn giữa gia đình chúng ta sẽ như thế nào nghe lời vương tử cầm cười tươi ánh mắt long lanh mỉm cười hỏi cô nhìn ra rằng lời cố trường ca chỉ là lời lễ phép người đàn ông như vậy không thể dễ dàng động lòng với phụ nữ dù nói gì đi nữa thì chỉ là nói cho vui không biết có lẽ chỉ trong một chốc lát anh ta đã quên đi cô gái ấy ngay cả khi cô gái đó rực rỡ như cô cũng vậy điều này đủ để chứng tỏ tính kiên định trong lòng của anh ta không giống như những thiên tài khác dễ bị những thứ bên ngoài làm sao lạc vì vậy vương tử cầm không thể nhịn được muốn hỏi như vậy để đùa dẫn anh ta một chút tỷ tỷ à tiểu thư ơi ngay khi vương tử cầm nói điều này Cố Trường Ca chưa kịp phản ứng, nhưng các thành viên phía sau cô như Vương Vô Song và kẻ già trẻ nhà Vương đã thay đổi biểu cảm, mắt chúng mở to, cực kỳ kinh ngạc. Họ hoàn toàn không thể ngờ rằng, lúc này, Vương Tử Cầm lại dám nói những lời như vậy. Nếu câu này được người có ý đồ nghe thấy, nhất định sẽ làm cho lòng người ở vực thiên nghi ngờ, nghĩ rằng gia tộc Vương Trường Sinh đang thách thức họ. Ngay cả khi cô thực sự thích Cố Trường Ca, cô cũng không cần phải nói những lời như vậy trước mặt đông đảo nhân chứ. Với sự kiêu ngạo của một người phụ nữ, đặc biệt là với địa vị siêu việt của người thừa kế đại tông phụ, làm sao có thể cho phép cô nói những lời như vậy mọi người nhà vương và những người mạnh của thiên ma sơn đằng sau cố trường ca đều bị choáng váng thời điểm này cố trường ca mới có biểu cảm như thể anh đã bị ngạc nhiên thật sự sau đó như nhận ra điều gì đó anh ta chỉ có thể lắc đầu cười tiếc nuối lời của tiểu thư tử cầm thật là làm cố tại hạ một phen khó xử dù cố ta muốn đồng ý nhưng có lẽ lực lượng phía sau ngươi cũng không đồng ý anh tự nhiên hiểu rằng đó chỉ là sự đùa giỡn của vương tử cầm